Xin chào mọi người đã quay lại với kênh của Thế Giới Di Động. Trên tay mình đây sẽ là nhân vật chính của ngày hôm nay, một chiếc máy vừa ra mắt và ước tính sẽ cháy hàng trong thời gian sắp tới, Oppo Find N3 Flip. Đây là một chiếc máy có thiết kế trẻ trung năng động nè, và mình nghĩ chiếc máy này sẽ hướng đến tệp khách hàng là nữ nhiều hơn. Trước đây thì Oppo họ đã quá thành công trong cái dòng điện thoại gặp trước đây, cho nên lần này Oppo họ đã trở lại và có khi còn lợi hại hơn xưa đó nha. Nên là trong video ngày mai mình sẽ chia sẻ cho mọi người biết về những điểm nâng cấp của Oppo Find N3 Flip so với các dòng tiền nhiệm. Bây giờ bắt đầu video thôi, let's go. Hiện tại Thế Giới Di Động đang mở đặt trước Oppo Find N3 Series với mức giá cực kỳ ưu đãi, đi kèm là những quà tặng hấp dẫn. Nếu bạn quan tâm hãy click vào đường link mình để ở phần mô tả video nhé. Đầu tiên khi mà nhìn vào thiết kế mọi người thì thực sự Oppo Find N3 Flip sở hữu ngôn ngữ thiết kế không quá khác biệt so với các thế hệ trước nè. Máy sẽ sở hữu một màn hình gập dọc và có một màn hình phụ hình chữ nhật đứng. Điểm khác biệt lớn nhất về ngoại hình thì mình thấy đó chính là cụm camera, khi mà chúng ta đã có một khối tròn nè và được nâng cấp lên 3 camera thay vì là 2 camera như trước đây. Thật sự là với cái điểm nâng cấp về thiết kế như vậy thì mình thấy rất là đối xứng với mặt lưng nè, nhìn rất là sang trọng và thời thượng. Và mình nghĩ những bạn nữ nha sẽ cực kỳ yêu thích, mà không chỉ là những bạn trẻ đâu, mà cả những người trung niên một xíu như là bố mẹ mình nhìn cũng rất là yêu thích. Hôm bữa khi mà mình sử dụng chiếc máy này ở nhà thì mẹ mình có hỏi một câu là điện thoại gì mà nhỏ quá sao mà xài. Nhưng mà khi mình mở chiếc máy này lên thì mẹ mình rất là thích đó mọi người. Kiểu mẹ mình rất là muốn sở hữu chiếc máy này. Nhưng mà mình hy vọng là trong tương lai mình cũng sẽ khá giả một tí để mà mua cho mẹ mình một chiếc máy này. Còn về chất liệu thân máy thì cũng giống như là thế hệ tiền nhiệm trước đây, là từ khung kim loại và kính cao cấp. Mặt lưng còn được làm từ kính bóng mờ cho nên tạo cho cảm giác bóng bẩy nè, mà còn hạn chế được bám dấu vân tay. Tuy vậy mình nghĩ mọi người vẫn nên trang bị thêm một cái ốp lưng nè, để mà tránh được những tình trạng không mong muốn. Có một điểm mình thấy khá thích đó là bản lề của Oppo Find N3 Flip được làm cứng cáp hơn so với thế hệ trước. Khi mà mình cầm thì không có cảm giác bị lọc sọc. Bên cạnh đó máy có thể dừng cứng cáp ở những góc độ dưới 90 độ, còn ở những góc trên 175 độ thì máy sẽ tự động ngã ra phía trước. Mình nghĩ đây là điểm mà Oppo chưa khắc phục được sớm và mong rằng hãng sẽ làm tốt hơn trong những dòng máy sau. Và có một điểm thú vị mình thấy là nhà Oppo đã trang bị thêm cần gạt âm thanh ở bên cạnh trái. Cần gạt này có 3 chức năng, khi mà gạt cao là chế độ im lặng, gạt giữa là chế độ rung và gạt xuống là bật âm hoàn toàn. Cái việc mà nhà Oppo trang bị thêm cái cần gạt âm thanh đó mọi người sẽ giúp chúng ta có thể điều chỉnh được âm thanh khi mà chúng ta họp nè, hay là đang đi đường, nói chung cũng không muốn bị làm phiền và cũng không cần phải là quá mất nhiều thời gian vô chỉnh thanh công cụ gì hết. Tiếp đến thì mình sẽ chia sẻ cho mọi người về phần màn hình. Oppo Find N3 Flip sẽ được sở hữu một chiếc màn hình phụ cũng giống như thế hệ tiền nhiệm trước đây, tức là kích thước màn hình 3.26 inch nè, hoạt động tấm nền OLED và độ phân giải 720x382 pixel. Nhưng mà có một điểm nâng cấp rõ rệt đó chính là những ứng dụng ở trên màn hình phụ được tối ưu hóa rất nhiều. Ở phiên bản tiền nhiệm đó mọi người thì đôi khi phần mềm lại chưa được tối ưu hóa tốt. Có thể là trước đây màn hình phụ chỉ có thể dùng để chụp ảnh, lướt TikTok nè, hẹn thời gian, xem thời tiết các kiểu. Nhưng mà bây giờ mọi người đã có thể trả lời tin nhắn Zalo nè, Messenger, thanh toán Momo và chơi những tựa game mặc định. Có thể nói là nhiều ứng dụng hơn đã được hỗ trợ cho màn hình phụ này và mình hy vọng trong tương lai sẽ có nhiều hơn nữa. Tuy nhiên có một sự hạn chế ở trên màn hình phụ mình thấy khá là đáng tiếc, đó là sự chuyển giao giữa màn hình chính và màn hình phụ chưa được mượt mà cho lắm. Tức là khi mình đang sử dụng màn hình chính đi, mình muốn gặp lại để mà sử dụng màn hình phụ thì mình phải tắt hoàn toàn ứng dụng. Đấy, có thể mọi người thấy sẽ hơi bất tiện một xíu đi. Mình hy vọng là trong tương lai Oppo họ sẽ cải thiện được phần này và mang đến một trải nghiệm mượt mà hơn cho người dùng. Còn thật sự thì chiếc màn hình này không có gì để chê mọi người à. Và có một điểm mà mình cũng chưa ưng ý lắm ở trên chiếc màn hình này, đó chính là cái nếp gấp màn hình đó mọi người. Mình thấy còn khá cợn. Ở dòng thế hệ trước thì Oppo vẫn đã có cái nếp gấp này rồi, và so với cái dòng này đi thì Oppo vẫn chưa cải thiện được. Thì mình hy vọng là trong tương lai Oppo sẽ cải tiến hơn so với những cái dòng điện thoại gập đi, sẽ không còn những cái nếp gấp này, sẽ không bị cợn nữa, để cho chúng ta có một cái cảm giác mà vuốt chạm nó thoải mái hơn. Và thật sự thì chất lượng hình ảnh ở trên chiếc máy này mình không có gì để chê mọi người à. Hình ảnh cho ra rất là sắc nét nè, nhìn rất là nịnh mắt nha mọi người. Và đặc biệt là tần số quét nhạy, cho nên là chúng ta thao tác vuốt chạm rất là mượt mà, không có bị khựng hay là đơ gì cả. Ngoài ra thì độ sáng màn hình cũng khá cao, cho mọi người hãy yên tâm khi mà chúng ta sử dụng ngoài trời sẽ rất là nhìn rõ chi tiết nè. Sử dụng Google Maps hay là nghe gọi cũng rất là ok. Tiếp theo thì hãy cùng mình đến với hiệu năng. Mình nghĩ đây cũng sẽ là một yếu tố mà nhiều bạn quan tâm trên chiếc điện thoại cao cấp này. Gần này đã có một sự nâng cấp về chip khi mà Oppo Find N3 Flip sở hữu con chip Dimensity 9200, trong khi thế hệ trước đây thì chỉ sử dụng con chip Dimensity 9000 Plus có phần yếu thế hơn. Bên cạnh đó thì máy đã được trang bị dung lượng RAM 12GB và thêm 12GB RAM ảo, tức là thiết bị này có đến 24GB RAM, và với bộ nhớ như này thì hoàn toàn đáp ứng tốt cho nhu cầu đa nhiệm của chúng ta. Thêm nữa là bộ nhớ trong 256GB đảm bảo mọi nhu cầu lưu trữ của mình đều được đáp ứng rất tốt. Khi mà sử dụng các tác vụ cơ bản như lướt web đi, Facebook nè hay là xem phim thì máy đáp ứng rất là mượt mà, các thao tác này rất nhanh và nhạy. Còn khi mà chơi game nặng thì máy cũng cho một tốc độ xử lý nhanh và ổn định. Hầu hết những tựa game quen thuộc như PUBG nè hay là Uy Quân thì mình có thể chơi mượt mà ở thiết lập đồ họa cao nhất mà máy cho phép, và đặc biệt là FPS luôn duy trì ổn định. Tuy nhiên thì chỉ có tựa game GC Impact thì mình gặp một chút hạn chế là hay xảy ra tình trạng giật lag đi.
Điều này thì không quá khó hiểu khi mà tựa game này còn khá nặng đô và tựa game này còn gây khó dễ cho những dòng máy cao cấp khác chứ không riêng gì Oppo Find N3 Flip. Vậy nên nếu mà muốn chơi mượt mà tựa game này thì mình nghĩ mọi người vẫn nên chơi ở mức đồ họa mặc định vẫn là tốt nhất. Trong quá trình mà sử dụng Oppo Find N3 Flip á mọi người thì mình đã sử dụng đây như một chiếc máy chính và máy đáp ứng hoàn toàn cho mình nhu cầu về giải trí nè, chơi game nè, công việc nè, nói chung là rất là ổn áp, tất tần tật mọi thứ đều ok. Và mình thấy không chỉ hiệu năng mạnh mẽ đi và máy còn tản nhiệt rất tốt. Khi mà mình sử dụng trong một khoảng thời gian dài đi, mình thấy máy cũng không có tình trạng bị nóng. Chỉ có trừ khi mà mình chơi game quá nhiều đi hoặc là sử dụng những tác vụ nặng thì máy có tình trạng ấm ấm một tí thôi. Cho nên mình thấy là con chip này đã tối ưu hóa rất tốt về phần này. Quả không hổ danh là một chiếc máy cao cấp của nhà Oppo. Thôi đã nói về hiệu năng rồi thì mình xin chia sẻ về pin luôn. Máy vẫn sẽ sở hữu viên pin 4300mAh và hỗ trợ sạc nhanh 44W giống như là thế hệ nhiệm trước đây. Nhưng mà bởi vì Oppo Find N3 Flip sở hữu một con chip mạnh mẽ hơn cho nên mình nghĩ dung lượng pin cũng sẽ được tối ưu hóa để chúng ta có thể sử dụng xuyên suốt trong một ngày dài. Có thể nói là mình không quá lo lắng về dung lượng pin của chiếc máy này lắm. Cuối cùng thì chúng ta sẽ cùng đến với điểm nâng cấp nổi bật tiếp theo. Đó chính là camera. Thực sự thì nhà Oppo chưa bao giờ khiến mình thất vọng về camera cả. Trong khi thế hệ trước đây thì sở hữu camera chính 50MP và camera góc siêu rộng 8MP, thì lần này Oppo Find N3 Flip đã khiến mình rất bất ngờ khi mà sở hữu 3 camera phía sau, bao gồm camera chính 50MP, camera tele 32MP và camera góc siêu rộng 48MP. Bên cạnh đó thì máy cũng có camera trước 32MP giống như dòng tiền nhiệm. Như mọi người đã thấy, Oppo lần này họ đã nâng cấp rất nhiều về camera khi mà cho chúng ta có tới 3 camera. Và đặc biệt luôn là với những cái camera khẩu độ lớn nè, chúng ta có thể zoom chụp hình rõ ràng mà không có bị nhòe chi tiết hay bị mất chi tiết gì cả. Và mình thấy là chế độ chụp chân dung cũng đã được nâng cấp hơn so với thế hệ tiền nhiệm trước đây. Trong điều kiện ánh sáng đầy đủ, chất ảnh mà máy mang lại gần như không có điểm gì để chê cả. Khi mà ảnh đã tái hiện chuẩn xác từng chi tiết trong khung cảnh, màu sắc tươi tắn nè và độ tương phản cao. Trong điều kiện thiếu sáng thì chất ảnh vẫn rất tốt nè và chi tiết sẽ đôi khi bị nhiễu hạt một chút thôi. Còn với camera góc siêu rộng thì mình thấy ảnh cho ra chi tiết màu sắc cực kỳ tốt. Và điều khiến mình bất ngờ là tình trạng biến dạng hai bên gần như không có. Những dòng máy Oppo thì luôn được đánh giá cao về camera chân dung và Oppo Find N3 Flip cũng không ngoại lệ.